bút xa là gà xôi mỡ nha. Vừa mới ký hợp đồng với bà sếp ở Tiền Giang nha. Giám đốc. Giảm lại phần này, giảm lại phần này, sơn vàng chân, thay cái bạc này, đổi cái gàu mới, kiểm tra tổng thể cái xe, làm cái này cho đẹp. Cảm ơn chị nha, có gì chuyện giúp em ha. Dạ, nói ảnh tiếng để cho ông vui. Rồi cảm ơn anh hai nha anh hai. Nãy biết nói xấu gì không? Lén chụp anh về đặng đưa cho thằng nhóc em nó coi, nó phái cái mái tóc phong trần á, cái mái tóc của nó y gan vậy đó, nó cũng ấy vậy lắm. Bởi vì nãy em mới hỏi anh có cái đờn dạng trai mà nó ưng cái kiểu tóc lắm. Uống tụi mấy mà lái xe không nhanh. Khách đến vừa mới chốt chuyến xong Cô Bù Ta mà trời mưa tầm tã luôn. Bữa nay giao xe cũng đẹp luôn, khách nhận hai chuyến xe rồi mưa luôn. Hôm qua mở gì nó thôi để 19 đi, tao nói gì nè. Dạ. Mình làm ăn là giờ do cái tâm của mình. Dạ. Tự nhiên hứng đi đó. Vậy là cũng có duyên lắm rồi. Cảm ơn chị nha, lặn lội đường xa đến ủng hộ em. Dạ. Dạ ok chị. Em có gửi địa chỉ hả? Có gì mình liên hệ qua Zalo. Nó xài chung một chìa khóa. Không phải, nó không có gài được. Không có gài được hả? Nó mấy người có trị hạn chút là nha, bị về nằm ở đầm khi điện đồ nó yếu quá. Chốt đăng gào. Dạ ok. Cái đó là em hàng lại cho. Về cái tối nay mở lên cho nó xem. Nó nhỏ xíu mà nó để tóc dài vậy đó. Nó để tóc dài nó nói vậy nó mới đẹp. Dạ. Cái này không được rồi, nó dắt lên mày lòng ngọt quá. Được chứ sao không được, hồi hỏi bà dắt không thấy đó. Một hồi hỏi bà chủ là biết được không à. Cảm ơn anh trai nha, bye bye bà chủ. Rồi, chúc mua mai bán đắt nha. Dạ cảm ơn anh trai. Dạ chào anh. Bye, chạy xe luôn hả? Tính qua chạy xe. Ông bắt tay cái ông quên cái cửa đâu rồi. Rồi.